Má, má nói gì lạ vậy? Con là con của má nè. Má, ai đã gửi thơ cho má? Ai gửi thơ cho má vậy má? Chồng của má. Hả? Chồng của má. Kim Anh ơi, dĩ dàng đau thương má lỡ đã trôi xuôi như dòng vùng
trở về sống một khiến cho con nửa mừng nửa lo sợ má ơi. Con mừng cho má là đã tìm được đứa con tự đã xuất nôi. Con sợ là sợ cái gia đình mình sẽ lên cơn giông bão. Vì sự thật nào dù trước hay sau cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Mười mấy năm nay có ai ngủ được nỗi lòng của má đâu con. Má sống bên chồng và lòng luôn tưởng nhớ đến một người chồng. Sống bên con mà lòng luôn khắc khoải nhớ tới một đứa con. Để đêm đêm giật mình tỉnh giấc, giọt sầu qua giọt tham. Bao nhiêu năm ngậm đắng đã theo thời gian vùi lấp, nay đã sống lại ào ạt như thác đổ triều dâng. Má, má ơi, nay bác thành vượt ngục về và đang sống trong hoàn cảnh vô vàn khốn khó. Vậy má phải tóm tính cách nào cho trọn